Của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với chiếc áo dài mang chủ đề áo rồng vàng, được sử dụng chất liệu lụa đen, được nhà thiết kế chọn hình ảnh rồng và thêu tay tỉ mỉ bằng những sợi tơ tầm vàng, cùng sự cần mẫn của 20 nghệ nhân ngày đêm miệt mài tơ ren tạo nên ra sản phẩm vô cùng độc đáo. Trang phục còn đi kèm với chiếc mớ truyền thống được chạm khắc bằng rồng vàng, được gắn kết kỳ công nên điểm nhấn oai hùng cho bộ trang phục. Vâng ạ, và bên trái của chúng ta là nữ nghệ sĩ nhân dân áo dài Lý Nhã Kỳ với bộ thiết kế ngọc trong đá, kỹ lưỡng trong công đoạn chọn vải và màu sắc. Nhà thiết kế đã sử dụng chất liệu ren tơ để tạo điểm nhấn và giá trị chiếc áo dài là sự kết hợp của nhiều viên đá thiên nhiên, pha lê cùng hơn 1.000 viên đá quý, được các đôi tay của các nhà thợ đính kết hoàn toàn bằng tay một cách tỉ mỉ. Đi cùng chiếc áo dài là chiếc vương miện bằng vàng với họa tiết hoa văn điểm tinh xảo bắt mắt. Của mình để những người chị sau có thể xem chương trình được trọn vẹn hơn ạ. Tôi xin mời nhân viên, các chị nhân viên của ABC hãy nhắc nhở quý vị chúng ta. Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại hai chiếc áo dài áo rồng vàng do nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện và áo ngọc trong đá do nữ doanh nhân nghệ sĩ Lý Nhã Kỳ thể hiện ạ. Là ngày hôm nay thì trước khi đến buổi đấu giá thì không biết là cảm xúc của anh Hưng và chị Lý Nhã Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay là như thế nào ạ? Không biết anh Hưng có thể ôm kỳ một chút được không? Thật ra thì cái ôm này chính là cái ôm mà rất tình cảm, và kỳ nghĩ rằng là tình cảm chúng ta chính là tình yêu mà mọi người, các chị em nghệ sĩ, quý vị khán giả, các anh chị em đài truyền hình báo đài đã dành cho nhà thiết kế anh Thơ, và đặc biệt rằng là đó là một cái chương trình gây quỹ từ thiện mang rất nhiều ý nghĩa, và tôi tin rằng là hôm nay tất cả mọi người đến đây
vì tình yêu dành cho nhà thiết kế anh thơ, tình yêu dành cho áo dài, và đặc biệt đó chính là tình yêu chia sẻ với những người kém may mắn. Xin cảm ơn quý vị và tiếp lời của Lý Nhã Kỳ. Cảm giác của Hương rất là hạnh diện và sung sướng khi mình được chọn mặc một chiếc áo rất đặc biệt như thế này và được bước đi trên một cái sàn kết quả rất là lớn và dài trong một chương trình rất hoành tráng và dưới một sự ngắm nhìn của rất nhiều những người sành điệu và thành đạt, và cái sự đóng góp một công sức nhỏ của mình đó là cảm giác hạnh diện và sung sướng của Hương khi được nhà thiết kế Đinh Anh Thơ giao trọng trách, và cũng rất mong là cái phần tiếp theo sau đây của mình sẽ mang lại hiệu quả nhiều nhất, cao nhất để mình giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Vâng thưa quý vị, có lẽ bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu phần đấu giá với chiếc áo dài đầu tiên. Vâng, chiếc áo dài đầu tiên được mang tên là áo rồng vàng, được 20 nghệ nhân ngày đêm miệt mài thêu nên và tạo nên một sản phẩm rất là độc đáo quý vị đang chiêm ngưỡng như anh Hưng đã được mặc ngày hôm nay ạ. Vâng, anh đi một vòng, xoay một vòng được không ạ? Tôi cứ nói giá đi nha. Vâng, và thưa quý vị, với mỗi chiếc áo dài là giá khởi điểm của chúng tôi là 100 triệu. 100 triệu đồng lần thứ nhất. 100 triệu đồng lần thứ nhất. Quay cánh phải, anh Hưng đang hướng về nào? Không biết quý vị nào bên cánh phải đang tưởng thứ chiếc áo dài này có một cái mức giá cao hơn 100 triệu mà chúng tôi đang cần nhìn thấy những cánh tay quý vị ạ. 120 triệu đầu tiên ạ. Vâng, không biết quý anh chị nào bên cánh phải chúng ta đã chiêm ngưỡng rồi, rõ chưa ạ? Có ai có chiêm ngưỡng rõ không ạ? 150 triệu. Xin cảm ơn thầy Vinh Hiểu, xin cảm ơn. Và thưa quý vị, Hương Trân. Vâng, 160 triệu rồi thưa quý vị ạ. Cái áo này đặc biệt là như vậy nè, nó có thể co hay giãn theo kích thước của quý vị, người nào đã chiến thắng trong vòng 1 tháng sau. Wow, rất hấp dẫn không vậy? Thế là ai cũng có thể đối với chiếc áo dài này mà mặc lên người ạ. Chính xác luôn, sẽ đúng theo kích thước của quý vị, nó sẽ kêu co giãn đúng kích thước quý vị một tháng sau. Vâng, cánh phải là đến 160 triệu rồi đó ạ. Còn 180 triệu thưa quý vị. Tôi đã nhìn ra nữ ca sĩ đó rồi. Vâng, chúng ta đang cần nhìn thấy những cánh tay quý vị cho không khí xinh lạnh như thế này ạ. Không biết là quý vị phía bên trái đã chiêm ngưỡng rõ cái tờ dài của anh Hưng chưa ạ? 200 triệu. 200 triệu ạ. Tôi bán bên này một loạt đi nha, mình nói có tiền ngồi chờ chút. 200 triệu lần thứ nhất. Và thưa quý vị, ngay sáng ngày mai, tất cả số tiền này sẽ được chuyển đến những vùng bị bão lũ nặng nhất trong thời gian vừa qua. Mong quý vị hãy tiếp tay cùng chúng tôi để có thể mang lại một chút bình yên cho những người kém may mắn. 200 triệu lần thứ nhất. Đã 200 triệu rồi, quý này đã chiêm ngưỡng rõ chưa ạ? Vâng, xin mời cái gì? Đến đây. Bên đây có cánh tay nào đưa lên không ạ? Tay đâu hết rồi? 220 triệu. 220 triệu thưa quý vị. Hiệu trưởng trường ngoại ngữ Dương Minh, 220 triệu. Wow, quý vị ơi, tạo giờ này được 20 nghệ nhân ngày đêm thêu nên á, rất là kỳ công, rất là tỉ mỉ, và theo Trang Lý Kim nhận thấy là 220 triệu vẫn còn rất là thấp. 240 triệu. 240 triệu ạ. 240 triệu đến từ anh Gia. Chữ resort siêu sen hôm nay chúng ta đang hiện diện. Bao nhiêu rồi ạ? Bao nhiêu nào? Bao nhiêu nữa ạ? Còn ai giơ tay nè? 250 triệu ạ. 250 triệu thưa quý vị. Thì nếu mà một là anh Do mặt, hai là Duy mặt sẽ thay đổi, sẽ giảm nở đó. Đúng như vậy luôn. Còn ai nữa không ạ? 250 triệu rồi ạ. 250 triệu lần thứ nhất. Trời, cái giá này chưa có bán đâu, đừng có lo. Chưa, vẫn còn thấp lắm mà. Vâng, và các chị triệu nào có thể đấu giá và mua về cho chồng của mình mặc cũng được. Chồng ơi, bạn trai. Còn ai giơ tay không? Nếu không kỳ giơ tay. Em có quyền, em có quyền. Chị cho hẹn trước chứ anh Thơ rồi. Em không làm nè, em là MC mà em có quyền được mua. Đó là chúc mừng em luôn. Vâng, 250 triệu lần đầu tiên ạ.
và em trả 300 triệu. Wow! Vỗ tay quá vậy? Quá sức. Nàng đặt xuống cái là hình như là im xe. Bây giờ chúng tôi đang trông mong những cánh tay của quý vị ở phía dưới à. 300 triệu. 300 triệu là thứ nhất. Rất đẹp nha. Tiếng đã yêu cầu theo chỉ vàng lên rút là nhiều. Cũng cần có kỹ. Bên kia sao hả? Bên đây có ai không hả? Ở giữa mới là 300 triệu. Giữa 300 triệu. Wow. Mr. Duy đã trả 320 triệu. Tuyệt vời. Vỗ tay vẫn còn nhỏ quá, không xứng đáng số 320 triệu như nào. Mình không có tiền thì vỗ tay đi nha. Anh Duy mà đấu giá thì em phải mời anh Duy lên. Bởi vì hôm qua anh Duy đã nghe với em rồi. Anh Duy bảo rằng là Kỳ ơi, áo dài của em anh sẽ đấu. Em mới nói không, cái gì mặc trên người em cũng sẽ tự đấu. Anh nói là anh đấu đến chừng nào mà thắng thì thôi, và cộng thêm nữa là phải cởi ra liền. Đó. Thì bây giờ khác. Anh tưởng là đấu thì phải cởi ra. Phải cởi ra liền thì em hỏi là anh Duy rằng là nếu anh thắng thì anh Hương có phải cởi không? Cởi ra liền không? Lên đây, em mời anh lên đây. Em còn mời anh lên ảnh đòi cởi. Em muốn anh cởi anh trước. Cho mình đặt là câu hỏi là anh Hương dám cởi cho. Nếu anh dám cởi em đấu tiếp. Hương không có phải là dám mà Hương đang chờ đợi. Vậy có nghĩa rằng là bây giờ là ai đấu giá thắng chiếc áo dài này anh Hương sẽ cởi tại chỗ. Hưng cởi thì bình thường, nếu mà người khác cởi thì bỏ thêm 20 triệu nữa nha. Cái cảm giác mà cởi áo của mình nó đã lắm. Nó ghi lại khoảnh khắc đó, nó làm lần nào nữa đâu. Vậy còn 320 triệu là thứ nhất. Em đấu đi. Quý vị ơi, 320 triệu rồi ạ. Chúng ta cần nhìn thấy những cánh tay quý vị ạ. Bên đây ạ, bên đây có vẻ yên ắng quá ạ, 320 triệu rồi ạ. Duy có thể yêu cầu bỏ bớt nha, hộp đá hay là thêm cho cái gì cũng được, tùy thôi Duy nha. 320 triệu. 320 triệu lần thứ nhất. Còn ai không ạ? 320 triệu lần thứ hai. Vâng, thưa quý vị khán giả, cuối đường này sao ạ? 320 triệu lần thứ hai. Chắc Kỳ cần một ly nước nóng quá. Lạnh quá. Sau lưng em có bán cái bánh gì? Vâng, xin mời đội hậu cần ạ. 320 triệu lần thứ 2,5. 2,5 là thưa quý vị ạ. Chiếc áo dài rất đẹp, rất tỉ mỉ cho quý vị ngầm. 26. 27. Còn tên có gì nào không ạ? Anh cho anh sao? Để cho anh sao? Là thứ 28. Hai chín rưỡi rồi quý vị ơi. Có cách tay này không ạ? Không khí rất là lạnh rồi, bây giờ dơ luôn một cái là ấm lại liền luôn á. 320 triệu thì nghĩ là giúp được khoảng chừng 160 gia đình này đó, mỗi gia đình một phần 2 triệu ví dụ đi, đúng không? Thì còn thiếu 40 phần nữa thôi, mới được 200 căn hộ. 320 triệu. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng người chiến thắng Mr. Duy. Vậy là anh Hương phải cởi đó. Anh Duy ơi, anh Duy muốn anh Hương cởi ở đâu? Em bắt anh. Anh Hương. Dạ, đây xin giới thiệu trước, đây là cái người đã từng là tổ chức một cái show ở Mỹ cho Hương hát rồi. Đây là một cái người trẻ nha, rất là nhiều tài, bởi vì em ấy cũng có nhiều tiền. Có nhiều quyền quyết định khác nhau. Cảm ơn Duy, bây giờ Duy muốn sao? Một là ở đây, hay là báo số phòng? Mời anh cởi.
Rồi xong, vậy là chị nghĩ rằng chiếc áo dài của Kỳ, Kỳ tự đóng luôn. Không xấu chết, Kỳ cũng phải tự đấu chứ, cái màn này là căng thẳng quá. Em nhớ nó không có trong kịch bản đâu. Cái màn này em thấy hot chứ không có căng thẳng chị. À, trời ơi. Ủa, anh Hưng có lợi không? Có gì đâu, mỗi trần luôn. Anh Hưng có lợi không rồi, bởi vì anh Hưng có mặc đồ trong. Mặc đồ anh Hưng, đàn ông mà. Trời, anh Hưng mặc vậy rồi làm gì? Hay quá, hay quá anh ơi. Cái đó là nó thuộc về cái đầu của chúng ta chứ. Không, nhưng mà không, không phải. Thì em hỏi anh giờ em là sao mà áo sơ mi trong trong đây đây? Hả? Anh nghĩ rằng là nếu cái người nào chiến thắng á, họ cũng không thể nào mà nhận tâm hết mặt cổ nó cái này nó trời xin gió này đâu yên tâm. Người Việt Nam mình có lòng từ tâm và nhân đạo và dễ thương và tử tế lắm, yên tâm được lắm nha. Tốt nhất em nên, em nên trả cái áo của mình 500 triệu rồi em tự cởi luôn. Rồi vâng vâng, em đồng ý. Một lần nữa Hưng rất là cảm ơn và hãnh diện về cái sự lựa chọn của Duy đã trao Hưng một cái niềm hãnh diện. Cái áo mình được chọn con số nó lớn như vậy để giúp đỡ những người khó khăn. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn anh Duy, cảm ơn anh Đinh Văn Thơ và các nghệ nhân đã làm ngày đêm 100 người bu vô kết đó. Mình mới kịp được cái áo này. Cảm ơn mọi người nhiều lắm, cảm ơn mọi người đã ủng hộ những người đấu giá đầu tiên. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, cảm ơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, xin cảm ơn Duy và xin mời anh Nán lại chút xíu ạ. À. Vâng, và xin kính mời nghệ sĩ nhân dân Kim Cương lên trao hoa và quà lưu niệm dành tặng cho anh Duy đã đấu giá thành công chiếc áo dài trị giá 320 triệu đồng. Quý vị ơi, vỗ tay thật lớn, không khí đã được ấm hơn đó không ạ? Lớn hơn nữa quý vị ơi. Dài rồng vàng, đính đá quý và những sợi chỉ vàng sẽ được giãn nở theo kích thước của chủ nhân muốn cho Duy hay là cho bố của Duy, thì sẽ cung cấp số đo, chúng tôi sẽ giãn nở đúng y chang như vậy luôn trong vòng một tháng. Xin một lần nữa xin cảm ơn Duy và cảm ơn nghệ sĩ dân Kim Cương. Vâng, xin cảm ơn Mr. Duy và nghệ sĩ nhân Kim Cương rất là nhiều. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng quay trở lại chương trình với phần đấu giá của chiếc áo dài thứ hai. Vâng, chiếc áo dài ngọc trong đá là sự kết hợp của nhiều viên đá thiên nhiên và pha lê, hơn 1.000 viên đá quý thưa quý vị, và được các người thợ đếm kết ngày đêm một cách tỉ mỉ ạ. Và thì trước khi đấu giá thì mời chị Lý Nhã Kỳ có thể kết quốc thêm một lần nữa rồi không ạ? Cho mọi người có thể chiêm ngưỡng 1.000 viên đá quý trên người chị ạ. Anh xin đến đây phụ em nhé. Một bộ đồ rất là đẹp, rất lấp lánh. Vâng ạ, và giá khởi điểm của chúng ta vẫn là 100 triệu nha thưa quý vị. Chiếc áo này cũng có khả năng giãn nở theo kích thước của người nào mua chiếc áo này. Hưng nghĩ nó sẽ không cần giãn nở đâu, vì chính cô ấy sẽ là người tự đấu giá. Nếu như cô không muốn tệ ra. 100 triệu là thứ nhất. Vâng, một cái tay lên ạ. Chị Lan, cứ trả đại đi, giá không bán đầu đâu, không bán đâu. Phương sao cư? Bao nhiêu anh ạ? 150 triệu. 150 triệu, vâng mời anh ạ. Một trăm tám mươi triệu ạ. Con số đó là 180 triệu rồi anh nha. Wow, 200 triệu. Wow, 200 triệu. Dễ sợ chưa? 250 triệu. Wow, anh lên nhanh lên, bên kia lên cao quá trời rồi kìa. 260 triệu.
270. Trời ơi, đắt như tôm tươi. 280 triệu. Đâu có gì mới gọi là đấu đó. 350 triệu. Wow. Hai, hai vậy. Wow. Đứng lên nào. Xin chị cho biết tên đây ạ. Chị Ánh là em Thơ. À, chị Ánh là em Văn Thơ. Bao nhiêu? 360 triệu. Wow. Còn ai nữa không? Trời ơi, chị Ánh ơi. Mình là dân chơi mình để 10 triệu ở đèn mình kỳ quá. Vâng, 1.000 viên đá quý đó quý vị. 370 triệu. Ai vậy? Bên đây, bên đây. Em cứ bình tĩnh đi, em cứ đứng con chơi với gà để chút xíu nha. Số cuối cùng rồi đó em, nói chuyện. Dạ, anh có để ý rằng là phụ nữ bây giờ quyền lực hơn không? Rõ ràng là chiếc áo dài của em gần như tất cả là các chị em phụ nữ đấu. Em nói rất là đúng nhưng mà em không hề biết phía sau lưng là mấy ông chồng đưa tiền không đó. Không, bây giờ phụ nữ độc lập lắm anh à. Cái đó phải xét lại sau đi, không phải ai cũng may mắn như Cương gì đâu. Vâng, tiếp theo là phần cánh tay nào không ạ? 370 rồi. Bên đây anh Châu đã trả 370 triệu. 380 triệu. Wow. 380 triệu bên đây rồi ạ. Anh Châu ơi, sao ạ? 380. Chờ một chút. Còn ai nữa không ạ? Chị kỳ bao nhiêu ạ? 380 từ từ là chị ấy, chị xử lý. Chị Kỳ đang đăng canh cái giá cao thì cao rồi, chị nó quất một cái một. Em nghĩ chị em phụ nữ. Cái chay 390 triệu. 390 triệu vẫn thua. Ông dưới ghe trả 400. Thôi đi ông ơi, bón luôn cái ghe không đủ tiền mà sợ sợ. Sao nó mà núp trong bụi không ra đây. Đấu gió là phải hiện hồn ra đây. Vâng, anh Châu đã 390 triệu rồi đấy ạ. Phía bên kia xin Ngọc Quỳnh ơi, sao rồi? Mọi người bên đây sao rồi ạ? 390 triệu rồi ạ. 390 triệu là thứ nhất. Không khí đang nóng lên rồi đó ạ. 90 triệu là thứ hai. Còn phía xa xa dưới kia sao ạ? Yếm re vậy. Một cánh tay giơ lên rồi ạ. 420 triệu ạ. Wow. Wow. Đấy là kinh nghiệm. Bây giờ là nắm quyền. Đúng rồi, đúng rồi. Anh thấy không? Nè anh... Chị Đỗ Lan mua đúng không? Chị Đỗ Lan đã trả 420 triệu. Wow, sợ. Vâng, một phía bên đây sao ạ? Không lẽ mình chịu thua bên kia? Anh biết chị này, chị này là chị chơi lắm. Chơi rất là tới. 420 triệu. Người đang đấu giá này, đang nắm kỷ lục này là chị Đỗ Lan. Một doanh nhân rất thành đạt tại thành phố phòng chủ tịch. Vâng, dạ, anh tin chưa? Anh tin chưa bây giờ? Biết gia đình chị Lan yên tâm còn gì anh giữ tiền nhiều. 420 triệu lần thứ nhất. 420 triệu thưa quý vị. Còn ai nữa không ạ? 420 triệu lần thứ hai. Vâng, và kính thưa quý vị, tất cả số tiền này sẽ được dùng làm từ thiện. Nên là bây giờ có cao như thế nào thì chúng tôi càng cảm thấy hạnh phúc và sẽ đến được các hộ dân nghèo cũng như nghèo trong nay mai thôi ạ. Nên bây giờ chúng tôi cần những cánh tay của quý vị đưa lên để cho không khí chúng ta sẽ được ấm áp hơn ạ. 420 triệu lần thứ hai rưỡi. Chị Lý Nha Kỳ sao ạ? Mình có đấu giá cho áo dài này không? Em không cần hỏi, để anh ra tay. 26. Anh chưa... Thứ 27. 420 triệu rồi ạ. Thế bên đây sao ạ? Kỳ cũng hơi rung một chút đó. Con gà nó còn rung nữa kìa. Con gà nó còn rung, anh thấy không? Không, anh nghĩ là chị Đỗ Lan mà có một sở thích đẹp. Dạ. Anh biết cái chiều cao của chị. Anh có từng hợp tác với chị nhiều show rồi, chị nói cái này rất đẹp, luôn có thương hiệu vậy đó. Nó đúng luôn đó chị ơi, chị đã từng đoạt giải Hoa hậu Nhân ái ở cuộc thi rất lớn. Thì tôi nghĩ rằng đêm nay trên ngôi vị đó lại một lần nữa sẽ thuộc về chị. Quyết định bán luôn, được chưa? Dạ, dạ em. 1 trọng tay lớn, thật lớn nhìn cho Hoa hậu Nhân ái đổi ra. Đúng rồi, anh có đứa trẻ cao hơn nữa nè. Chị Lan chờ chút, lấy tiền thêm 430 triệu. Trời ơi. 450 triệu. 450 triệu. 450. Anh Châu ơi, Châu Châu ơi. 450 triệu rồi nha. Thấy không? Nói không chịu nghe. Đếm gần sát lúc mới tao chịu mua. Hả?
450 triệu lần thứ nhất, giá là 500 rồi đó. 450 triệu lần thứ hai. Hello. Bốn trăm năm mươi triệu lần thứ kia này. Không, đúng rồi, nó hết đây. Nhỏ chị kêu lại đây. Để cho đứng nhìn xa như vậy được. Xa quá chị ơi. Đó. Anh làm em vui quá. Dán đi biển chuyển chưa? Chị Lan ơi, chị Lan chuẩn bị nha. Cái áo dài này, cái việc này phải là chị Lan. Đấy. 450 triệu lần thứ nhất, chị Lan đã chọn trả giá rồi đó. Chị Lan nghĩ sao? Hết 15 cái thôi là chị kia lên 6 đi. 55 đi. 455 đúng không? Xong chị Lan lên 46 đi nè. Người nghèo hưởng hết chứ mình. Được không anh? 455 triệu. Từ gà là dính liền. 455 triệu lần thứ nhất, vỗ tay đi, cái ngồi cười hoài nè. 455 triệu lần thứ nhất với chị Lan không là gì hết. Quất thẳng cái nóc luôn. Lên nữa chị ơi. 500 triệu. Trời ơi, tôi bán luôn cho rồi. 500 triệu. 500 triệu. Thật ra nha quý vị, 500 triệu chị Lan có thể may được 5 cái áo dài như này. Nhưng mà trái tim của chị rất là lớn dành cho người nghèo, người đang gặp khổ khó bởi vì bão lũ. Điều đó đều quan trọng hơn. Một tràng tay lớn nữa đi quý vị, tặng cho chị Đỗ Lan, một người rất là chịu chơi. Giữa trời lạnh như vậy mà vẫn móc một cục 500 triệu ra quăng vô mặt tụi em. Hay quá, Lan hay quá, chị Lan ơi. Quyết định chưa? 500 triệu là thứ nhất. Anh Trơn. 500 triệu là thứ hai. Số này quá hớt rồi. Không là phụ nữ bạo thiệt á. Không chơi thôi, chơi là đặt số là dính liền. Đúng rồi, phụ nữ lúc nào cũng vậy á. Đã tham gia đấu giá là phải thắng. Đúng không chị? Một người đầu bên kia, anh Châu. Lòng chuẩn bị gỡ vương miệng xuống cho chị nè. Anh Châu ơi, ý anh sao ạ? 500 triệu lần nữa. 500 triệu lần thứ hai. 2.5, 2.6. Em chờ phản ứng của anh đó. 2.7. Anh 10 triệu cũng được nữa, 1 triệu cũng lên nữa. Khác chị Lan rồi. 1.8. Thôi để anh Châu chơi cái cuối cái đấu giá sau đi. Một tràng tay thật lớn dành cho hoa hậu nhân ái Đỗ Lan. Chiều cao này phải mặc áo dài này thôi. Vâng, xin cảm ơn chị rất nhiều. Tiếp sau đây xin mời nghệ sĩ Hương Lan lên trao quà cũng như là hoa lưu niệm dành tặng cho chị đã đối giá với chị áo dài 500 triệu đồng. May quá, phụ nữ thắng nên là em chỉ phải gửi vinh niệm. Và em nghĩ rằng là vinh niệm hợp với chị và xứng đáng với chị hơn. Hôm nay là vinh niệm chọn đúng chủ nhân, đó là Ngọc Trong Đá. Ngọc Trong Đá đúng luôn đó. Người dạ, chị ấy đúng là bà Ngọc Trong Đá. Em nghĩ là chị ơi, chị kìa. Anh ra nhà thiết kế anh Thơ. Đừng anh Thơ dạ. Dạ anh Thơ. Vâng, xin mời nhà thiết kế Đinh Văn Thơ. Chiếc vương miện và anh tâm huyết, anh muốn tìm người để đội đã có chủ rồi nè. Chị Lan đăng quang lần thứ hai đó nha. Cảm ơn em đi. Rồi, thấp xuống xin chị. Quý vị liên hệ cho một chào tay. Một chào tay thật lớn hay không quý vị ơi? Em hiểu ý chị đó đúng không? Lên cầu cái bóng có 500 triệu chưa? Trời ơi, chúng ta hướng mắt về mấy ảnh để chụp ảnh lưu niệm nha. Cười tươi lên nào. Và một tràng vỗ tay cho anh Đào Minh Hưng, nhà thiết kế Đinh Văn Thơ, nghệ sĩ Hưng Lan và chị Gia Kỳ cùng với chị Đỗ Lan được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời chị Lan. Dâm, 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 dâ
giùm, rút giùm đi, rút giùm đi để diện. Rút qua bên kia giùm, mấy bò ơi. Vô luôn, rút bên kia giùm, để diện. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Với phiên đấu giá đầu tiên, chúng ta đã có gần 900 triệu đồng cho những chuyến đi từ thiện tiếp theo của gia đình ABC. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng tiếp tục chương trình với sự trở lại của các người mẫu.